Chào mừng tất cả mọi người đã đến với livestream mừng sinh nhật 1 tuổi của Robin ngày hôm nay. Và Phúc rất vui vì sẽ đồng hành cùng tất cả mọi người trong suốt livestream này. Chắc hẳn các bạn cũng đã biết rằng là Robin đó chính là Zalora, đã được thành lập cách đây khoảng 5 năm. Và bây giờ chúng ta đổi tên thành Robin. Và tính đến thời điểm hiện tại thì đã được 1 năm rồi. Và chính vì vậy ngày hôm nay chúng ta ở đây cùng mừng sinh nhật của Robin tròn 1 tuổi. Và tham gia với chương trình của chúng ta ngày hôm nay còn có một sự góp mặt của một nhân vật rất là xinh đẹp, rất là tài giỏi. Đó chính là quán quân The Face 2017, Tú Hảo. Hello anh. Hai em. Dạ. Xém lên được chính rồi. Có điểm người mẫu không anh? Người mẫu sẽ có quà tặng riêng em. Thì bây giờ chúng ta trở lại cái phần mismatch nha. Dạ. Đây, Tú Hảo đứng kế bên cái vòng xoay Rubin. Bây giờ em đã có cái app Rubin trên điện thoại em rồi. Ok. Bây giờ lướt rồi xong rồi sẽ có đồ sau 3 ngày. Xin chào mọi người, mọi người nhớ giúp Phúc là từ ngày 14 tới ngày 20 trong tuần này là chúng ta có rất nhiều mặt hàng giảm giá trên Rubin nha. Mọi người bây giờ cùng với Hảo, cùng với Ngọc và Phúc chúng ta cùng đi mua sắm nào. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Cùng đi mua sắm vui. Bye bye. Ngon. Oh!